Trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong ngày hôm nay thì Thanh Tâm Audio khá là nhiều việc và quá tải với cái lượng hàng dồn về rất là nhiều, bao gồm những hệ thống âm thanh mini cũng như là những chiếc đầu giày mã. Và em cũng sẽ dành thời gian để test cũng như gửi tới tất cả các bác tất cả những sản phẩm đã về hàng để các bác có một cái nhìn trực quan hơn về cái sản phẩm mà Thanh Tâm Audio cung cấp. Cái bộ sản phẩm mà trong video ngày hôm nay, nhân vật chính của chúng ta thì đã được em úp mở mở trên những cái kênh truyền thông như là fanpage, Facebook hoặc là Zalo cách đây khoảng một tháng trước. Đây là phiên bản Victor EX A300 bản Premium cuối cùng mà hãng có sản xuất ra dành cho thị trường Nhật. Hàng cao cấp nhất trong dòng màng gỗ. Trước đây trên kênh thì các bác cũng có được chiêm ngưỡng những cái bộ sản phẩm như Victor AR5 hoặc JVC HR7 hoặc thậm chí là Victor A10 hoặc là A150. Tuy nhiên, để về nói về dòng loa Buxell 2 đường tiếng thì A300 là phiên bản đỉnh cao nhất của hãng với cái model complete hết số. Và đây là một trong những cái model dàn mà sẽ mang lại cho các bác cái chất âm cũng như là cái thẩm mỹ rất là cao. Và để mà chia sẻ với các bác về cái số lượng hàng Victor A300 Premium ở thị trường Việt Nam mà một shop bán đồ qua sử dụng như Thanh Tâm thì cũng chỉ mới có trải nghiệm cũng như qua tay được khoảng 4 bộ các bác nhé. 4 bộ cũng hoặc là những shop khác thì anh em cũng chắc, em nghĩ cũng chỉ trải nghiệm được trong cái khoảng đấy thôi. Tại vì đây là một dòng sản phẩm limited và bên Nhật cũng thấy rất là ít có. Đặc biệt là khi mà có thì anh em lại đẩy cái giá lên rất là cao so với cái một cái đồ gọi là chúng ta đã qua sử dụng. Ok. Victor A300 thì sẽ bao gồm một chiếc ampli này, một chiếc CD, ampli và CD thiết kế rời và sẽ giống với thiết kế của A150. Tuy nhiên A250 cũng như A300 thì sẽ có má gỗ ốp vào bên phần ampli và phần CD trông cho sản phẩm thiết bị nó sẽ đỉnh cao và đẳng cấp hơn. Ngoài ra thì cặp loa ngày hôm nay bên em về hàng thì cũng có đầy đủ hai cái đế loa rất là đẹp các bác nhá. Và bộ này em đánh giá hình thức sẽ khoảng 97% kèm khiển zin đi kèm. Mức giá của bộ sản phẩm Victor A300 này là 65 triệu các bác nhá. 65 triệu sẽ được tặng ưu đãi tặng hai cặp dây loa Phasic để chơi trên cái bộ dàn này luôn. Và chỉ có một bộ duy nhất thôi và chắc chắn rồi, bộ này thì cũng sẽ có những anh em, những khách hàng đã hỏi trước. Và khi anh em xem clip này cũng có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm để xem còn hàng hay không. Tại vì clip này sẽ được ưu tiên gửi cho tất cả những em đã hỏi trước các bạn nhé. Và bộ này thì chưa có ai cọc trước, em sẽ gửi cho một loạt những em đã hỏi bộ này
anh em nào đưa ra quyết định mua hàng trước thì sẽ sở hữu cái bộ này. Ampli Victor A300, RX A300. Ở trên cái sản phẩm A300 thì chúng ta sẽ có cái ký hiệu đó là Premium, bên CD như thế. Hai màu gỗ, màn hình hiển thị của hai thiết bị này thì rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy đó là cái màn hình còn sáng này, núm vặn âm lượng thì còn tròn chỉnh, công nghệ giải mã K2, rồi nhôm phay xước. Bên này CD, CD thì có thêm cả cái đường USB đọc Way và MP3. Phía trên mặt của hai thiết bị này thì nó hơi bị bẩn một chút thôi, bẩn một chút thôi các bạn nha. Rồi, cặp loa Buxell hai đường tiếng thiết kế rất là to, chiều cao phải đến 40, chiều sâu là 27 và chiều rộng phải 20cm. Bass sẽ có đường kính khoảng 14cm và chép đôm đường kính 2,8cm. Chép đôm bằng gỗ, các bạn có thể thấy. Và chất âm của A300 thì cực uy lực. Ở phía trước của cặp loa thì chúng ta sẽ có cái thông tin gỗ là Goodcon này. Ở đây là cái đế loa với ba cái điểm trụ cho cái cặp loa này. Bộ này về thì cũng đầy đủ e-căng. E-căng là cái lưới chia cái loa các bác nhá. Đầy đủ e-căng và cái zin. Rồi quay về phía sau một chút để các bác cùng tham khảo về cái hệ thống SA300 này. Đây là phía sau của cặp loa. Cặp loa thì sẽ sử dụng hai cái cầu độc lập đánh bát chép, bát dưới chép trên. Đó. Rồi cái phía của CD thì sẽ truyền nhạc sang cho Ampli qua đường quang hoặc đường RCA. Ở bên Ampli thì hỗ trợ 4 cầu loa ra để đánh thiết bị này. 4 cầu ở hai trên là chép, hai dưới là bát. Ngoài ra thì Ampli còn hỗ trợ cho chúng ta cả cái đường quang từ TV này, rồi cái đường từ CD sang, một đường line in và một đường line out. Mặt đường line out. Đó, tất cả các kết nối thì đầy đủ hết. Có nghĩa là khi các bác sở hữu bộ dàn này về ấy, các bác sẽ chơi nhạc từ CD này, từ USB và từ Smart TV. Từ Smart TV nữa, giải mã tín hiệu từ Smart TV. Đó. Hiện tại thì chúng ta đang chơi nhạc từ chế độ CD. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chơi nhạc qua chế độ giải mã TV, hoặc là các bác có thể mua thêm bộ thu Bluetooth để gắn cho cái bộ dàn này. Cái công suất của bộ dàn Victor A300 thì sẽ đáp ứng cho các bác ở công suất trong phòng khoảng 45 mét quay đầu cũng vẫn chơi tốt. Và đây không chỉ là một bộ dàn chung bình thường từ thị trường Nhật, và đây là một trong những cái tượng đài về cái công nghệ loa bằng gỗ, cũng như là một cái gì đó mang cái tính chất bày biện và sưu tầm rất là cao. Hiện tại thì em đang có bày biện Ampli và CD nằm cạnh nhau và hai cặp loa hai bên, với cái chiều rộng tổng thể nó đâu đó vào khoảng 1m1 phải 60-60.1m2 đi. Còn các bác cũng có thể kê hai cái thớt này nó chồng lên nhau để giảm cái diện tích đặt hai loa hai bên. Tuy nhiên những cái bộ như này thì em nên khuyên các bác nên kê đặt nằm như này để hai cái cánh loa nó được tản rộng ra một chút. Đặc biệt là về nhà các bác thì các bác có thể kê hai cái loa nó xa ra một chút cũng được, để cho cái âm thanh nó hướng tới tai mình một cách hay hơn. Đó. A300 ngày hôm nay về hàng thì sẽ có mức giá như em đã báo với các bác là 65 triệu sẽ được tặng hai cặp dây loa. Bây giờ thì em sẽ thay cho các bác nghe thử một cái đĩa CD mà cái dạng hòa tấu đàn tranh nhé, hòa tấu đàn tranh, nghe cho nó tê tái. Cái dòng màng gỗ này thì tiếng của nó rất là chi tiết. Các đặc điểm mà những cái bộ màng gỗ, đặc biệt là dòng toàn giải như là AK1 rồi AR3 rồi AR9 hoặc là JVC HR5 cũng như HR9 không làm được, đó là cái tiếng bass thì sẽ kém. Tuy nhiên đối với dòng hai cầu, hai đường tiếng và đặc biệt là A300 thì cái tiếng bass này các bác có thể thoải mái chơi và đáp ứng cho các bác nhu cầu các bác. Em tìm một bản nhạc hay một chút xem nào. Nghe bản 1 đi, nghe rất là hay.